Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu bài tập nâng cao về hệ thức VS tiếp theo. Cho parabol có phương trình là y bằng x bình phương và đường thẳng D có phương trình là y bằng mx cộng 1 trừ m, với m là tham số. Câu A tìm m để D cắt phê tại hai điểm phân biệt. Câu B, gọi x1, x2 là hoành độ giao điểm của D và phê. Tìm m để x1 bằng x2 bình phương. Chúng ta làm câu A trước. Trước tiên thầy xét phương trình. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm phương trình hoành độ giao điểm của phê và D, bởi vì ở đây là có D các phê này. Đó. Thầy lập phương trình hoành độ giao điểm của parabol phê và đường thẳng D. Bên trái là y giống nhau này, bên phải mình cho là bằng nhau. Bằng nhau có nghĩa là x bình phương bằng mx cộng 1 trừ m. Vậy là x bình phương nè bằng mx cộng 1 trừ cho m. Sau đó thầy chuyển hết qua bên trái. Chuyển hết qua trái nha. Đổi dấu thành là x bình phương trừ mx cộng cho m trừ cho 1, chuyển vế là nhớ đôi dấu bằng 0. Thì gọi là phương trình sau. Phương trình sau. Để yêu cầu là tìm m để d các phê tại hai điểm phân biệt, thầy đi tính delta đi, tính delta nha. Ở đây là b lẻ rồi. B lẻ nha. B bằng trừ m là lẻ. Ta có delta thì bằng b bình phương trừ 4 nhân a nhân c. B đây là trừ m này, trừ m tất cả bình phương, trừ 4 nhân a là nhân cho 1, a là trước x bình là 1 này, c là m trừ 3, nhân c là m trừ 1, mở ngoặc đóng ngoặc nha. Vậy delta sẽ bằng bình phương mất dấu trừ là bằng m bình phương này, chỗ này là trừ 4 nhân m là trừ 4m, trừ 4 nhân cho trừ 1 là cộng 4. Và cái này chính là hàng đẳng thức, nó chính là bằng m trừ 2 tất cả bình phương. Thì theo công thức chúng ta đã học chương trình lớp 8, đây này. Đây. A bình trừ cho 2 nhân a nhân b cộng cho b bình phương thì nó bằng là a trừ b tất cả bình phương. Vậy m bình phương trừ cho 4m cộng 2 đúng không? Cộng 2. 4 mà cộng 4 chứ, cộng 4. Thì nó chính là bằng gì? M bình phương 4 chính là 2 bình phương. Phải không? 4 là 2 bình phương. Chính giữa này sẽ là 2 trừ 2 lần m nhân cho 2, đúng chưa? Vậy a chính là m, còn b là 2 thì nó bằng là m trừ 2 tất cả bình phương. Đó. Rồi, tiếp theo này, xử lý tiếp tục này. D các phê tại hai điểm phân biệt thì phương trình sau này có hai nghiệm phân biệt, đồng ý không? Đồng ý. Đúng chưa? Lý luận này. D các phê tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi delta này phải lớn không? Mà delta lớn không thì delta chính là m trừ 2 tất cả bình phương lớn không. Tương đương nè. Tới đây thì rất nhiều em sai, đó là ghi là m trừ 2 tất cả bình phương mà lớn không á, nhiều em làm như vậy nè. Tương đương với m trừ 2 lớn không và tương đương với m lớn 2. Đây là cách làm tầm bậy nha. Và để làm đúng thì chúng ta cần nhớ cho thầy công thức là a bình phương á mà lớn hơn không á, thì tương đương với là a phải khác không. Có nghĩa là khi mà bình phương á lớn hơn không á, chúng ta cho nó bằng a bằng bằng 2 đi thì bình phương nó lớn hơn không chưa? Hoặc chúng ta cho nó bằng trừ 3 đi, bình phương nó vẫn lớn hơn không. Nhưng mà chúng ta cho nó bằng không. A bằng không. A bằng không, bình phương lên phải là không bình lớn hơn không, vô lý chưa? Không sẽ lớn hơn không được,
không bình bằng không, không lớn không là vô lý, do đó thì buộc nó phải là a khác không. Hiểu vấn đề chưa? Vậy là tương đương với m trừ 2 này là có a này phải khác không, chuyển trừ 2 sang phải là m khác 2. Chỗ này thì rất nhiều em bị sai, m khác 2 nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng VS, bởi vì ở đây có x1, x2 đúng không, mỗi x2. Ý tiếp theo là theo hệ thức VS ta có gì đây, tổng hai nghiệm là x1 cộng x2, tích hai nghiệm là x1 nhân x2, x1 cộng x2 dấu trừ chính giữa này, trừ b chia a, x1 nhân x2 là c chia a, dấu trừ nhớ là cái chính giữa nha, bằng trừ b, ở đây là mấy, b ở đây là cái gì, là trừ m, vậy trừ của trừ m, mở ngoặc đóng ngoặc trừ m lại, chia a là chia cho một, trừ nhân trừ thành cộng là bằng m, ok chưa. C chia A, C là m trừ 1, chia A là chia cho 1, vậy bằng m trừ 1 chia cho 1 bằng m trừ 1. Rồi bây giờ tiếp theo này, mình ghi lên số 1 đi, ghi lên phương trình 1, đây là phương trình 2. Rồi theo đề cho gì đây, theo đề cho gì, theo đề ta có x1 bằng x2 bình phương, x1 bằng x2 bình phương, ok chưa, x1 bằng x2 bình phương. Ở đây mình thấy là x1 quá nè bằng x2 bình phương, mình thấy x1 bằng x2 bình phương được không, vô đây được chưa này. Rồi bây giờ thầy ghi là từ, hay là thay đi, thay 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 cái này là 3 đi, thay 3 nha, thay 3 vào vào 2 nha, vào 2 đi, vào 2 ta được, chứ thay 3 vào 1 thì nó hơi khó chỗ này nè, bởi vì cái này nó ra là x1 thay bằng x2 bình phương, x2 bình phương cộng x2 thì bằng m, thì chúng ta không không tìm x1 x2 theo m được, vậy thì chúng ta thay vào vào 2 vào vào mấy, vào 3, thay 3 vào 2 đúng không, vào 2. Vậy thì chỗ nào có x1 thay bằng x2 bình phương, vậy được là x1 mũ 2 này nhân cho x2 thì nó bằng là m trừ 1, vậy x1 mũ 2 nhân x2 thì bằng x1 mũ 3 bằng m trừ 1. Vậy thì chúng ta tính được x1 theo căn bậc bậc 3 đúng không, vậy tương đương là x1 sẽ bằng là căn bậc 3 của m trừ 1, đồng ý chưa, x1 bằng căn bậc 3 của m trừ 1, ta đây là khó nha, x1 bằng căn bậc 3 của m trừ 1, vậy từ đây mình suy được gì, x2 chưa, x2 sẽ bằng gì, x2 là bằng bằng gì, cái này là x1 bằng x2 bình phương, rõ ràng chưa, từ từ xíu, tính x2 nè, đây là x1 cái này mình thay bằng gì, căn bậc 3 này của m trừ 1 thì nó bằng x mấy, x2 bình phương đúng không, hai bình phương, vậy x2 bằng gì, x2 bằng gì đây, à cái này x mấy, từ từ khoan nè, x1 thay bằng x2 mà chỗ này x2 nhé đúng không, x2 x2 mũ 3 bằng m trừ 1, ở đây x2 này để tìm x1, đồng ý chưa, x1 sẽ bằng ra đây, đây x1 bằng x2 bình phương, vậy là x1 sẽ bằng gì, x2 bình phương sẽ bằng căn bậc 3 của m trừ 1 tất cả bình phương, đồng ý chưa, x1 sẽ bằng căn bậc 3 của m trừ 1 tất cả bình phương, rồi ok chưa, rồi nó hơi dài nha, rất là dài á.
Rồi mình thay vào đâu? Giờ mình thay vào vào một nha, thay vào một hả? Thay nó vào một đi. Mình thay x1, x2 vào một ta được. Mình có x1 cộng x2 bằng m. X1 thì mình thay bằng là căn bậc 3 của m trừ 1 tất cả mũ 2 nè. X2 thì thay bằng căn bậc 3 của m trừ 1 và cho nó bằng là m. Tới đây là khó ghê chưa? Bây giờ muốn giải cái này á, chúng ta được cái bình phương hai vế hay là mũ 3 hai vế không ra đâu. Bây giờ thầy sẽ ở đây từ từ có điều kiện nè. Thầy đặt điều kiện ở trong căn này là gì? Căn điều kiện không? Không. Giờ chúng ta đặt nè, đặt cái t trước rồi đó, đặt t. Đặt t. Đặt t bằng căn gì? Căn bậc 3 của m trừ 1. Thì cái này thành t bình nè, thành t bình cộng t bằng m. Và đây từ từ nè, m ở đây là khắc 2, nhớ cho thầy nè, m khắc 2, lý luận một tí nè, là nó hơi khó nha. Mình có là m khắc 2 nha, lưu ý là điều kiện là đây là m khắc 2 nè. Vậy thì cái điều kiện cho t thì m trừ 1 nè, m trừ 1 sau đây, m khắc 2 thì tương đương đi, tương đương với là thì trừ 1 hai vế nha, trừ 1 hai vế. Bên phải cũng trừ đi 1, 2 trừ 1 là bằng 1 á. Vậy là m trừ 1 khắc 0. Đúng chưa? M là 1 khắc 0. M trừ 1 phải khắc 0 này. M khắc 2 thì m trừ 1 khắc 0. À, khắc khắc 1 xin lỗi, m là 1 khắc 1. Thấy chưa? Vậy đây là t, đúng chưa? T khắc 1. Mình lấy căn bậc 3 hai vế thôi, căn bậc 3 của m trừ 1 nè sẽ khác là căn bậc 3 của 1. Căn bậc 3 của 1 bao nhiêu đây? Căn bậc 3 của 1 là bằng 1. Vậy là cái này là căn bậc 3 của m trừ 1 là khác 1. Và cái này thay bằng t. Thì tóm lại là t khác 1. Điều kiện cho t này. Và là t khác 1 nha. Điều kiện này là t khác 1. Rồi. Còn không thì chúng ta cứ giải bình thường. Nó hơi lâu thôi. Có điều kiện thì nó dễ hơn. Lý do là vì gì? Vì m này khác 2. Đây mình suy đây, suy ra chỗ này bình phương này, nó bằng t bình căn bậc 3 của m trừ 1 tất cả bình phương, nó sẽ bằng là t bình phương. Ok chưa? T bình phương. Vậy thì bây giờ thầy có này là t bằng m mũ 3 trừ 1, thầy biết thế cái m bằng t luôn. Đó, thì tiếp tục thầy xử lý nè, t bằng căn bậc 3 của m trừ 1 nha. Thầy đi lập phương hai vế là mũ 3 hai vế đó, t mũ 3 bằng gì? Bằng m trừ 1. Mũ 3 hai vế thì cái này mắc căn, cái này thành t mũ 3 này. Từ đây thầy tìm được m chưa? Thầy chuyển trừ 1 sang trái thì được là m sẽ bằng t mũ 3 cộng cho 1. M bằng t mũ 3 cộng 1 nha. Vậy chúng ta thay tất cả bằng t hết thì thành phương trình theo t. Đây là phương trình, dùng chương trình hai sao đi. Phương trình hai sao trở thành thành gì đây? Phương trình hai sao trở thành gì? Cái này thay bằng t, cái này thay bằng t bình. Vậy t bình này, t bình cộng gì? Cộng cho t. Và m thì mình thay bằng là t mũ 3 cộng cho 1. Thầy chuyển hết qua phải nha, thì được là t mũ 3 trừ cho t bình phương trừ t và cộng 1 bằng 0. Tới đây thì chúng ta nhẩm nghiệm bằng máy tính. Chứ giải bình thường rất là khó nha. Để tay tách lâu lắm. Đi thi thì chúng ta cần thời gian nhanh hơn. Và chúng ta dùng máy tính nha. Nhóm số 2, đây là bậc hai nhánh số 2 này. À, bằng máy đây là dò mà chúng ta dò nghiệm mà nhầm x mũ 3 nha, x mũ 3, x mũ 3 này trừ x bình trừ x cộng 1 trừ x bình trừ x cộng cho 1 cho nó bằng 0 nha, nhấn shift xuống bàn
Rồi nó do nghiệm rất đẹp luôn, nghiệm bằng 1. Có một nghiệm T bằng 1 là ok rồi đó. Tới đây chúng ta dùng sơ đồ này để chúng ta chia đa thức cho đa thức. Chúng ta nhẩm được vào nghiệm T bằng 1 nha. T bằng 1 là tôi ghi là nghiệm T bằng 1 thì ghi là trừ 1, T trừ 1 đổi giá thành trừ 1. Cộng bên trong cái đống này chúng ta đi chia sơ đồ này là có rồi. Đây. Hệ số A là mấy? Là 1. Hệ số của bậc 3 là 1, hệ số của bậc 2 là trừ 1, hệ số bậc bậc 1 là trừ 1 này, hệ số tự do là 1, nghiệm nhẩm được là 1. Chúng ta nhớ câu thần chú là đầu rơi nhân ngang cộng chéo, đầu rơi là số đầu tiên rơi xuống này, là số mấy đây? Số 1 này, nhân ngang là lấy 1 nhân 1 là được 1, cộng chéo là cộng cho trừ 1, 1 nhân 1 cộng 1 là bằng mấy đây? 1 nhân 1 cộng cho trừ 1 bằng 0, được chưa? Tiếp tục. Nhân ngang cộng chéo 1 nhân cho 0 là 0, cộng cho trừ 1 là bằng trừ 1, ok chưa? Rồi 1 nhân trừ 1 là trừ 1, cộng cho 1 bằng 0. Chúng ta chia sao mà chỗ này bằng 0 là đúng, cuối cùng bằng 0 là đúng, ok chưa? Ở đây là bậc 3 này, đây còn bậc 1 rồi, thì đây gán bậc 2 vô. Đây chính gán T bình vô này. Cái này không có, bỏ đi. Cái này là số tự do rồi. Và nó chính là T bình trừ mấy? Trừ 1, ok chưa? Nhân cho T bình trừ 1, đó. Vậy thì tới đây thì chúng ta tiếp tục làm thôi. Đây nè, tương đương như đây. T trừ 1, đây là khẳng thức, phân tích luôn là T trừ 1 nhân T cộng 1. T bình trừ 1 nghĩa là T bình trừ 1 mình đó. T bình trừ 1 bình, đây nè. T bình trừ 1 chính là bằng T bình trừ 1 bình. A bình trừ bình thì bằng gì? A trừ B nhân A cộng B. Được chưa? Rồi. Và cái này bằng 0. Thì mình cho. Lưu ý ở đây điều kiện là T khác khác mấy? Khác 1 rồi. Đúng không? T khác 1. Vậy tương đương nè. Tương đương nha. Tương đương là T trừ 1 bằng 0. Hai cái này giống nhau nè. Và T quạt T cộng 1 bằng 0. Mình giải được là T bằng 1. Và một nghiệm là T bằng trừ 1. Và điều kiện của mình là T khác 1. Và cái này loại nha. Cái này nhận. Vậy T của mình đạt á, là bằng căn bậc 3 của M trừ 1 cho nó bằng trừ 1. Sau đó chúng ta mũ 3 hay vế lên. Mắc căn là còn M trừ 1 này. Trừ 1 tất cả mũ 3 thì nó vẫn là trừ 1. Đúng không? Vậy tương đương với là chuyển trừ 1 sang phải. Vậy M là bằng trừ 1 cộng 1, M bằng 0. Đây câu khó nha. Vậy với M bằng 0 thì thỏa yêu cầu bài toán. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần tiếp theo. Chào tạm biệt các em.